một mèo đấy nhé.
vâng, xin cảm ơn các bạn nha, xin cảm ơn quý khán giả. À, vâng, đấy là bài chiêm đầu tiên, bài chiêm chào mừng quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các nghệ nhân của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các nghệ nhân, xin gửi đến tất cả mọi người lời chào và chúc mừng năm mới. Chúng ta đang trong chương trình Cùng Chiêm Cuối Tuần.